Lễ biểu dương doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu Việt Nam ASEAN 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội. Sự kiện được tổ chức nhằm quảng bá hình ảnh đồng thời đáp ứng nguyện vọng của các doanh nghiệp Việt Nam được giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN. Những doanh nghiệp được vinh danh tại giải thưởng này đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Đồng thời đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước giao lưu, gặp gỡ đối tác trong khối cộng đồng kinh tế ASEAN và ASEAN 3 cộng. Giải thưởng ưu tiên các tiêu chí như là chính sách bền vững, chính sách an sinh xã hội, chính sách phát triển công nghệ và chính sách bảo vệ môi trường. Năm nay, tập đoàn Amway đã đầu tư hơn 500 triệu đô la vào các nền tảng kỹ thuật số, nghiên cứu và đổi mới sản phẩm nhằm xây dựng và hoàn thiện các công cụ kỹ thuật số đề cao tính tương tác và kết nối với khách hàng tiện lợi nhất thông qua việc phát triển chuỗi trung tâm trải nghiệm sản phẩm hiện đại và năng động. Kính thưa Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Amway tự hào là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng đầy đủ những điều kiện chặt chẽ theo quy định mới 2018 NDCP và được Bộ Công Thương xác nhận chính thức vào tháng 1 năm 2019. Thấu hiểu được tầm quan trọng trong việc áp dụng công nghệ 4.0 trong cạnh tranh sáng tạo, phát triển bền vững, năm 2020, tập đoàn Amway đã quyết tâm đầu tư hơn 500 triệu đô la vào nền tảng kỹ thuật số. Chúng tôi nhận thấy sự đầu tư về công nghệ đã thực sự giúp trong khoảng thời gian cách ly xã hội do Covid vừa qua. Nhờ vào công nghệ kỹ thuật số, người tiêu dùng vẫn kết nối được với Amway trên môi trường trực tuyến online thông qua mua bán, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến và giao hàng tận nhà. Sau khi dịch bệnh tại Việt Nam được chính phủ kiểm soát vô cùng thành công, thì việc ứng dụng kỹ thuật số đã trở thành thói quen trong đại bộ phận người tiêu dùng của Amway, đó là thành công của chúng tôi. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì Amway cũng gặp những trở ngại liên quan trong lĩnh vực này mà chúng tôi xin được nêu ra như sau. Nhiều cá nhân và tổ chức đã tạo ra những trang web kinh doanh các mặt hàng của chúng tôi có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu. Chúng tôi cũng mới kiến nghị đến Bộ Công Thương, Bộ Thông tin Truyền thông và các cơ quan có liên quan để có được sự hỗ trợ và tìm ra giải pháp thích hợp. Gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh doanh và các hoạt động và trách nhiệm xã hội hướng tới phát triển bền vững, riêng trong năm 2019 vừa qua, Amway Việt Nam đã đầu tư hơn 19 tỷ đồng trong các hoạt động cộng đồng, đặc biệt là phối hợp với Bộ Y tế đã hỗ trợ gần 90.000 trẻ em suy dinh dưỡng tại Việt Nam. Những hoạt động này được thực hiện với mong muốn được đóng góp một phần nhỏ bé của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Xin chân thành cảm ơn.